Hồng Loan được nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhận làm học trò, muốn theo sự nghiệp cải lương chuyên nghiệp. Chiều nay trên Facebook cá nhân, chị Ba Bình Tinh báo tin cực vui cho những người yêu mến Hồng Loan. Đó là Hồng Loan được nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nhận làm học trò, chính thức bái sư học đạo với người nghệ sĩ cải lương nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Được biết, lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh không cho Hồng Loan theo nghề vì cho rằng nghề này bạc bẽo, khổ cực. Tuy gần đây nhiều khán giả khen ngợi giọng hát Hồng Loan có nội lực và truyền cảm, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cho rằng cần phải rèn giũa thêm cho cháu Loan vì giọng cháu còn thô và kỹ thuật chưa có nhiều. Nữ nghệ sĩ tin rằng với sự dìu dắt của mình, Hồng Loan sẽ sớm thành công trên con đường nghệ thuật cải lương. Trước đó, nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết bà đã nghe qua giọng hát của Loan, rất có tiềm năng, đúng là có dòng máu cải lương trong người nên khi giọng hát cất lên cũng khác với những người tay ngang. Lệ Thủy sẵn sàng đào tạo thêm cho Loan vì thời buổi này, những người trẻ yêu nghề không còn nhiều. Bà không muốn thấy một môn nghệ thuật hay của đất nước bị mai một. Nói về việc nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết đó là một mất mát lớn trong giới cải lương. Anh chị em nghệ sĩ, mất đi Vũ Linh như là một mất mát lớn trong nghệ thuật. Tôi cũng vừa xem một người bạn nhận xét là cái trách nhiệm, cái bổn phận của cải lương này, chắc nó làm tròn sứ mệnh của nó rồi, cho nên bây giờ nhìn lại trong cái đám lớn đã làm tròn hết rồi, chỉ còn một cái đám nhỏ, hãy cố gắng ra làm thế nào để mà giữ lại cái sân khấu nghệ thuật cải lương, để các anh chị, các chú bác đã có cái thế hệ sau này tiếp nối, chứ mình còn nắm lớn là cô thấy không còn đó nữa rồi. Trước đó, sau một thời gian phát hành bản audio, Hồng Loan phát hành MV Chữ Hiếu Chữ Tình trên kênh YouTube cá nhân tối 30 tháng 12. MV do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác. Hồng Loan cho biết lý do cô phát hành MV ca khúc này vì thích ca từ và thông điệp của ca khúc. Hồng Loan cũng khẳng định việc ra MV chỉ mục đích làm kỷ niệm, không có ý định làm ca sĩ. Sau 20 tiếng phát hành, MV Chữ Hiếu Chữ Tình có gần 120.000 lượt xem cùng hàng ngàn bình luận khen giọng hát Hồng Loan. Đây là con số mơ ước của nhiều người. Khán giả bình luận, Hồng Loan rất giống chú Vũ Linh, rất thích nghe Hồng Loan hát. Hồng Loan chân chất, giọng hát mộc mạc, nghe mà thấy bóng dáng chú Vũ Linh luôn ở bên Hồng Loan. Người hâm mộ yêu mến và luôn luôn ủng hộ Hồng Loan, mong Hồng Loan sớm thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Chấn động thông tin, Hồng Loan là con ruột của má Tư Quốc Thanh. Mới đây một thông tin chấn động lan truyền khắp các hội nhóm trên mạng xã hội, đó là việc Hồng Loan là con ruột của má Tư Quốc Thanh. Thông tin này được soạn giả Văn Tiên, người từng thân thiết với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đưa ra. Cụ thể, bà Văn Tiên cho rằng khi gia đình đang trong hoàn cảnh rối ren, Quốc Thanh biết Vũ Linh là người nổi tiếng nên mới cài con gái ruột của mình vào nhà Vũ Linh để sau này được hưởng hết tài sản. Bà ta nói, mình biết anh Vũ Linh như thế nào, ảnh không bao giờ có con đâu. Ông Quốc Thanh đúng là thất đức đem con ruột của mình cho người khác nuôi để mục đích lấy hết tài sản. Mình biết ảnh thương Hồng Phượng như thế nào, ảnh từng nói với mình là sẽ để hết tài sản cho Hồng Phượng lúc qua đời. Không hiểu sao Hồng Loan và Quốc Thanh âm mưu, cuối cùng chiếm đoạt hết tài sản nhà người ta. Những lời chia sẻ của Văn Tiên chưa được xác nhận nhưng vẫn gây một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ những người yêu thương Hồng Loan. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thông báo hồ sơ nhận con nuôi giữa cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và bà Võ Thị Hồng Loan, cũng như hồ sơ đăng ký khai sinh của bà Loan không còn lưu trữ. Thông báo này đến từ việc bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu Tòa Nhân dân quận Phú Nhuận thu thập tài liệu chứng cứ hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan. Trước động thái này, dư luận tiếp tục dậy sóng về vấn đề tranh chấp nội bộ gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Để rộng đường dư luận, Một Thế Giới đã có buổi trao đổi với luật sư Đặng Thành Trí, công ty luật Đặng Thành, dựa trên nền tảng pháp luật. Trước đó, con gái nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Võ Thị Hồng Loan đã được sang tên các tài sản gồm quyền sử dụng đất tại số nhà 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, giấy sử dụng đất với hai thửa đất số 8788, tờ bản đồ số 8 phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một chiếc ô tô. Bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã không đồng ý và khởi kiện. Bà Nhung yêu cầu tòa tuyên hủy văn bản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến về các tài sản kể trên. Theo luật sư Đặng Thành Trí, trường hợp việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau mà chưa đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2011, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 50 của luật nuôi con nuôi thì được đăng ký kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Ủy ban Nhân dân, cấp xã, nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi. Sau thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, nếu việc nuôi con nuôi không đăng ký cơ quan thẩm quyền thì sẽ không được pháp luật công nhận là con nuôi, tức là con nuôi không có chứng từ hợp pháp chứng minh quan hệ với cha mẹ nuôi thì không có quyền thừa kế tài sản. Trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia cho những người kế thừa theo pháp luật quy định về thứ tự. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng,
cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh chị em ruột của người chết, cháu ruột của người chết. Nếu mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Hàng thừa kế thứ ba gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, chắt ruột của người chết mà người chết lại là cụ nội, cụ ngoại. Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật, hoặc có nhưng không có quyền thừa hưởng di sản, từ chối di sản, thì tài sản còn lại sau khi thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế sẽ thuộc về nhà nước. Trở lại vấn đề Hồng Loan đứng tên sở hữu các tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, luật sư Đặng Thành Trí lý giải, nếu việc nhận nuôi con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với Hồng Loan không được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, thì không có quyền được nhận tài sản theo dạng thừa kế, trong trường hợp thừa kế được chia theo pháp luật do không có di chúc. Tuy nhiên, nếu các tài khoản này lúc còn sống đã được chuyển quyền sở hữu sử dụng cho Hồng Loan, thì xét trong quan hệ cho và nhận, Hồng Loan hoàn toàn có quyền sở hữu hợp pháp. Trường hợp bà Hồng Nhung cho rằng Hồng Loan đã có hành động thao túng tâm lý, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép đối với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hoặc nghệ sĩ Vũ Linh không nhận thức và làm chủ hành vi của mình trong việc chuyển quyền sở hữu sử dụng tài sản cho Hồng Loan, thì bà Hồng Nhung phải đưa ra được bằng chứng. Nếu không, bà Hồng Loan toàn quyền sở hữu tài sản đã được sang tên. Như vậy thì việc Hồng Loan có thực sự sở hữu hợp pháp di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay không tùy thuộc vào cơ quan điều tra làm rõ các ý đã nêu. Theo kinh nghiệm của những người làm luật, khi một người đã quyết định sang tên chủ quyền tài sản cho một người nào đó, bản thân họ đã cân nhắc kỹ, các bước tiến hành thực hiện giấy tờ pháp lý cũng được thực hiện cẩn trọng, rất hiếm khả năng xảy ra trường hợp bị thao túng. Với nội bộ gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nếu bà Hồng Nhung muốn được chia tài sản, tốt nhất là thương lượng bằng tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, mà cụ thể là Hồng Loan. Nếu các bước này không thực hiện được, phần bất lợi sẽ thuộc về bà Hồng Nhung. Vụ tranh chấp tài sản giữa bà Hồng Nhung và Hồng Loan thiết nghĩ cũng là một cơ hội tốt để mọi công dân tham khảo về luật và hiểu thêm quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mọi sự tranh cãi bằng cảm tính trên mạng xã hội không có giá trị trước tòa án. Hồng Loan thẳng tay dọn hết đồ mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà để đón năm mới. Nhận được lệnh dọn đồ ra khỏi nhà Hồng Loan trước sự ngang ngược của mẹ con họ nhất quyết không dọn đi, cứ để yên đó, chọc Hồng Loan tức chơi. Hồng Loan giờ không còn ngán ngẩm ai, mình không bảo vệ mình thì trời chu đất diệt, không để họ được như ý nguyện. Hồng Loan thuê thợ sửa khóa, phá cửa cho người dọn hết đồ mẹ con cô Sáu. Ai ngờ trong lúc dọn phát hiện vật lạ, nghi là đồ tà ma. Hồng Loan tái mặt, dọn càng nhanh càng tốt, đưa về trả hết cho mẹ con họ. Ca sĩ Hồng Phượng được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cậu của cô là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Tiểu Linh, còn mẹ cô cũng là cô đào nổi tiếng một thời Hồng Nhung. Chính vì thế mà cô được thừa hưởng máu nghệ thuật từ gia đình. Tuy nhiên bên cạnh đó cô cũng phải chịu nhiều áp lực khi khán giả luôn đưa ra sự so sánh giữa những cái bóng quá lớn từ mẹ và cậu của cô. Thời gian qua, Hồng Phượng đối mặt với nhiều ồn ào liên quan đến mâu thuẫn gia đình từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Cô nói đã trải qua một thời gian căng thẳng vì bị hủy nhiều chương trình biểu diễn và không dám đồng ý tham gia các sự kiện khác vì lo sợ bị tấn công bởi những người quá khích. Cô cho biết những tin đồn vô căn cứ và sự quan tâm quá mức của dư luận đã ảnh hưởng không chỉ đến cuộc sống của cô mà còn khiến cho tinh thần của cô luôn căng thẳng. Thậm chí, Hồng Phượng còn bức xúc cho rằng thời gian qua hàng loạt tài khoản giả mạo cô được lập ra trên các nền tảng mạng xã hội. Những tài khoản này đưa ra các phát ngôn sai lệch hoặc để lại bình luận tiêu cực khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích. Tôi đã lập vi bằng tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục, bôi nhọ, vu khống và triệt hạ danh dự. Tôi cũng gửi đơn tố cáo về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự và hành vi vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của các Facebooker, TikToker cá nhân trên mạng xã hội đến cơ quan thành phố Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở và Bộ Thông tin Truyền thông, Hồng Phượng nói. Hiện tôi đang ở nhà bạn hoặc thuê khách sạn ở tạm. Tôi và mẹ mình là người vô gia cư, nữ ca sĩ nói. Hồng Phượng nói, hiện tại mong ước lớn nhất của cô là khán giả hiểu khách quan về câu chuyện ồn ào vừa qua, nữ ca sĩ mong muốn được trở lại sân khấu, làm nghề. Ngoài những mong muốn này, cô nghẹn ngào nói, nếu được thì mong vẫn còn cậu, tức nghệ sĩ Vũ Linh bên mình.